có 90.000 trường hợp. 10 tháng năm 2013 có 67.000 vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu trên toàn quốc. Trung bình mỗi tháng, các ngành chức năng xử phạt 6.000 vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái. Vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu ngày càng có xu hướng gia tăng. Thật giả lẫn lộn khiến người tiêu dùng hoang mang trong việc lựa chọn. Phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hơn vào công việc kinh doanh, buôn bán, trở thành những nữ tiểu thương giỏi. Hơn ai hết, họ cũng là những người góp sức mình vào đẩy lùi nạn hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phát huy lòng tự trọng, tinh thần yêu nước, mỗi nữ tiểu thương hãy tích cực liên kết với các nhà sản xuất trong việc đấu tranh hàng giả, hàng kém chất lượng, nhập hàng có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng. Thông tin đầy đủ, trung thực về hàng hóa và dịch vụ mà mình cung ứng, đảm bảo tính hợp pháp của hàng hóa bán ra, tránh gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Chú trọng đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, đồng thời phải tăng cường hiểu biết về luật sở hữu trí tuệ, tránh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, cũng như không để thương hiệu của mình dễ dàng bị đánh cắp. Trung thực trong giao nhận hàng hóa, hướng dẫn người tiêu dùng trong việc lựa chọn hàng thật, hàng đảm bảo tiêu chuẩn có nhãn mác của nhà sản xuất và tem chống hàng giả của Bộ Công an. Nữ tiểu thương hãy nâng cao chất lượng hàng hóa trong sản xuất kinh doanh, tích cực hưởng ứng phong trào người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tích cực hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan chức năng trong công cuộc phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại. Phụ nữ tiểu thương tự trọng, yêu nước, tích cực đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái.